Chào anh em nhé. Hôm nay tôi lại vào cái khu vườn này. Khu vườn này thì rất là nhiều trò mòi siêu trái anh em ạ. Phía đoạn dưới này họ cũng đang làm cỏ đấy. Đoạn trên này mấy góc kia, cái cây dại nó còn cao ấy, nó nhiều, còn trong này làm cỏ nhiều chặt nó thấp lắm. Giờ đi ra cái góc đằng kia, điều bà con sắp làm cỏ làm sạch hết, bay hết. Đây này anh em này. Đấy, cái gốc bị chặt nhưng mà nó phun cành là nó ra quả luôn. Cái giống này thì quả cực kỳ dễ quả luôn. Mà nó sai lắm anh em ạ. Tìm có những cái gốc đẹp nào, gốc này cũng được. Dưới cái khe nó có những cái cây quả đây. Phun quả. Mình muốn quả nó sai thì sau này mình trồng vào chậu thì mình cắt cho nó dai, dăm nó dày lên thì quả nó sai anh em. Nó gốc to phết này. Nó gốc to. Chỗ này nó hơi bị ốm. Để đổ sai thôi. Đang quả đây thôi. Ui, nó chìa hết rễ rồi này. Đây này. Nhổ phân lên. Già lắm rồi đấy. Cái loại này nhỏ tầm này là già lắm rồi. Cây này cắt ở đây này, chưa bonsai, quá tuyệt. Dưới cái mương này thì mới có những cái cây không bị chặt, chứ còn trên vườn thì chặt hết. Thế giờ tôi đào xong một lô rồi tôi quên quay anh em xem sau nhá. Cái giống trời mòi siêu trái là tôm cháy hàng lắm, nhiều lúc anh em đặt nhiều lắm. Đây anh em, sau một hồ cũng được mấy phôi đây. Đây là cái gốc đầu tiên đây này. Mấy gốc này thì gốc nào cũng sai chiếu quả hết anh em ạ. Đây này, gốc đầu tiên thì dễ quái này. Gốc này chơi bonsai thì khá hay rồi. Có hai gốc to tôi đào đây này, hai gốc này này. Hai gốc này là hai gốc mà nó sai chiếu quả luôn này, nó dày dít dít dít. Lá thì ít, quả thì nhiều. Gốc số 2 này. Gốc số 3 này. Gốc số 4 này. Gốc 5 này. Và gốc số 6 này. 6 gốc. Cái dòng này thì về, ví dụ như là về thì chỉ cần cắt lại những cái rễ dập này. Nó không cần nhiều rễ đâu. Mình trồng nó bây giờ ươm ngập đến đây. Lấy cái vải che lại nó tự lên mầm thôi, chứ không cần phải thúc cái rễ gì đâu, nó dễ sống mà. Những thân cao này mà chơi sau này mình cứ uốn những cành mình níu xuống, hoặc là chơi dáng văn nhân cho ra quả nhiều thì chứ còn sai cực đẹp. Cái dòng này lá nó nhỏ anh em ạ. Cái dòng này thì lá chua, lá của nó cũng có thể nấu canh chua anh em ạ. Quả anh được, lá anh được nhá. Tôi cũng chia sẻ trong nhiều video rồi, trong ra rồi vấn đề và quả của nó thì anh em cũng xem lại video trò mòi siêu quả. Ít khi gặp gốc to lắm anh em ạ. Cái dòng này thì nó cũng chỉ cỡ tầm này thôi. Tầm này là tôi đào nó lại to này. Còn trước đây thì tôi cứ đào bằng cái đũa thôi, bằng cái rễ của cây này thôi. Thì cứ giao lưu cho anh em hồi đấy là cứ giao lưu đào về luôn là đã mấy chục nghìn một cây rồi anh em ạ. Loại này thì cũng phải 150-200 một gốc mới giao lưu được anh em. Thỉnh thoảng đi thì mới gặp một cái bãi. Thế anh em nào thích cái dòng này thì cứ liên hệ Zalo 0364698230 nhé.